chị, trước mặt anh chị là rất là nhiều mà nhà máy sản xuất này anh chị này. Đó, ở đây là một cái nhà máy sản xuất gỗ ván lạng này, bên kia là một cái nhà máy ngày xưa của Ấn Độ nó làm gì đó, còn bên trong là rất là nhiều nhà máy khác nữa anh chị ha. Đó, bên kia cũng vậy, bên kia nhà máy giấy hay nhà máy gì đó, dài. Thì cái khu này á là cái khu được nhà nước huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước của chúng ta là quy hoạch cái khu này này, là làm cái khu tiểu thủ công nghiệp anh chị ha. Tiểu thủ công nghiệp là dành cho những cái doanh nghiệp nhỏ và vừa ở ngoài khu công nghiệp về đây mua đất này. Mua đất xong thì là mình chuyển đổi từ đất trồng cây lâu năm sang đất phi nông nghiệp và đất SKC anh chị ha. Đó anh chị nhá. Thì ở đây nhà máy rất là nhiều đó, anh chị ha. Đó, những nhà máy ngoài khu công nghiệp anh chị ha. Thế thì thời gian vừa qua rất là nhiều những đơn vị sản xuất nhỏ và vừa cũng như các anh chị ở dưới Bình Dương, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh có điện hỏi mình là tỉnh Bình Phước, đặc biệt là huyện Đồng Phú thì khu vực nào được, thì mình cũng chia thông qua cái video này mình cũng chia sẻ luôn. Và chính vì các anh chị đi rất là nhiều, hỏi rất là nhiều nhưng mà lại không mua được, không biết chỗ nào là lên được SKC, không biết chỗ nào là cấp được chủ trương cho mình làm, thì hôm nay mình xin phép làm cái video này anh chị nhá. Thì cái khu này là cái khu tiểu thủ công nghiệp được phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây lâu năm sang đất phi nông nghiệp là đất SKC anh chị ha. Đó, anh chị nhá, chứ còn anh chị cứ đi vào Tân Hòa hả? Rồi là Tân Lợi trong tút trong bên trong nữa hả? Rồi là Tân Phước, Tân Hưng gì đó, Đồng Tiến gì đó, thì trên đấy đất nó rất là rẻ anh chị ạ. Đó, nhưng mà thực tế là nó rẻ nhưng mà mình lại không làm được gì thì mình mua về lại làm gì đâu anh chị. Đó, nên là mình làm video này mình chia sẻ về vị trí cái khu này. Đó, anh chị mua là lên khu này là chắc 100%. Đó, 100% là mình mua đất mà mình chuyển đổi được mục đích sử dụng đất luôn anh chị nhá. Đó, thì cái này là khu vực là khu tiểu thủ công nghiệp này, ấp Quân Y này, xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước anh chị ha. Nó là ngay khu nghiệp Bắc Đồng Phú B, ngay sau huyện đội Đồng Phú, đi vào cầu Ông Ký và từ Ông Ký, cầu Ông Ký chạy vào đây. Vào đây anh chị ha, và chỗ mình đang đứng đây là được phép chuyển đổi từ đất trồng cây lâu năm là đất cao su, đất điều đó, đó anh chị. Đó, chuyển sang đất SKC, đất phi nông nghiệp đấy anh chị ha. Đó là được chuyển đổi, chứ anh chị cứ chạy tới chạy lui, chạy qua chạy lại rất mất thời gian cho anh chị, và mấy anh em mà làm môi giới người ta cũng mất thời gian của người ta, vì không phải là anh em nào người ta cũng dành về đất công nghiệp đâu anh chị ha. Đấy, thì mọi thông tin anh chị cần tư vấn về quy hoạch này, tư vấn về chủ trương, về pháp lý gì đó, đó thì bên mình sẽ tư vấn từ đầu đến cuối cho anh chị, kể cả xây dựng luôn anh chị nhé. Xây dựng nếu mà anh chị không muốn mà tự mình đi làm á, thì bên mình sẽ tư vấn về đất cho anh chị này, rồi về đất này, pháp lý này, rồi đất pháp lý, xây dựng, điện ba pha, vân vân, nghĩa là làm trọn gói cho anh chị luôn anh chị nhé. Thì mọi thông tin thì anh chị cứ liên hệ cho mình thông qua số điện thoại là 0918645130 anh chị ha. Một lần nữa cảm ơn anh chị đã xem video và nhớ ấn chuông đăng ký kênh của CVT Land để nhận được những video mới, những sản phẩm mới và những dịch vụ mới từ CVT Land này chị nhá. Một lần nữa xin cảm ơn.